thích con trai con gái hơn ạ? Anh hiện tại thì anh rất là thích con trai, nó quậy và tinh nghịch anh thích. Anh thì trai gái gì anh đều thích cả, miễn là con của chúng ta là, miễn là con của chúng ta là, miễn là con của chúng ta là. Mới ấn tượng thôi mà làm gì mà muốn đính hôn luôn vậy hả? Năm 14 tuổi em có tập trung lên đội bóng đá trẻ Bergamet Bình Dương, Tấn Trường, Đinh Hoàng, đúng Max, rồi anh Đức nữa, nhiều lắm. Là bạn là đồng đội của những anh ấy luôn. Dạ đúng rồi. Rồi có thời gian em có tập trung lên đội tuyển U19 Việt Nam chung lứa với Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng. Dạ, Tiến Linh là cùng lứa với em, là chung phòng luôn. Hồng Duy bên kia, cái đó là em ấy. Ủa sao giống Hồng Duy á, nhìn xa xa giống ai cũng Duy nói em giống Hồng Duy, giống nhìn cái lỗ tai anh à. Nhìn xa giống Hồng Duy quá à, không phải. Cái điều đầu tiên mà em hiểu á, là em hiểu là gia đình chị rất là khó khăn. Tôi nghe loáng thoáng là ba má tôi cũng không thích chị luôn. Nếu như anh Hoàng chịu cùng chị đi đến hết cuộc đời thì chị khó khăn bao nhiêu chị cũng chịu. Ồ, chị nghĩ anh Hoàng yêu chị thật lòng. Cả gia đình em đã nói chuyện với anh Hoàng rồi, và anh Hoàng có nói là cho anh Hoàng thời gian để lựa lời mà nói lời chia tay với chị. Chia tay thì chia tay, em chỉ cần một người chân thành, không cần một người giả dối nha. Em cảm thấy bạn số 2 của em lúc đầu em ấn tượng hay khác với cái gì em suy nghĩ? Hai người cãi vã nhau thì có thể là ngồi lại một tí và mình sẽ tìm hiểu lý do, nguyên nhân tại sao, hoặc là mình có thể giải quyết được. Một cái bạn nam người Hàn Quốc là qua Việt Nam học và kết bạn với lại bạn gái của mình mà mình không biết. Bạn này á, nó là anh ơi em muốn đi Hàn Quốc du lịch chơi. Và ngày cuối cùng ở bên Hàn Quốc, bạn nữ này mới nói là anh ơi cho em đi gặp bạn Jun. Vô tình Lộc thì đi xuống mua đồ thì thấy hai bạn đang ngồi rất là tình tứ. Và đi vô bắt gặp bạn đó, nói là em với lại bạn này quen nhau được 1 năm. Trời ơi. Thì em cứ nghĩ là vậy trong 10 tháng 3 ngày đó em lại. Và vì sao có tờ tiền này? Đó là trước khi qua bên Hàn Quốc thì cái bạn trai của bạn gái mình tặng cho Lộc cái tờ 1.000 won. Tần số tình yêu mùa 2, 21:30 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.